Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với ban biên tập chương trình, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 1 thì ai ai cũng tò mò, không biết là trong tháng 1 âm lịch thì số phận của mình sẽ như thế nào. Và đặc biệt là đối với các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với quý vị một chút. Do được thần tài chiếu cố ban lộc nên trong tháng 1 âm lịch quý vị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về đường công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc của mình đấy ạ. Sự thành công của quý vị khiến cho rất nhiều con giáp khác phải ghen tị, nhưng cũng không kém phần kính nể và trân trọng. May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng mà với gia đình tuổi Đinh Hợi thì chắc chắn nó chỉ là vấn đề nhỏ trong tháng 1 này mà thôi. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video phân tích về tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến họ gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác và không giỏi xã giao. Vì vậy cho nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc và khốn đốn. Họ khá bốc đồng cho nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Có một điểm cộng là họ rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Trong công việc thì có trách nhiệm cao và luôn đưa ra những giải pháp tốt. Xem tử vi tháng này của gia chủ tuổi Đinh Hợi, vận trình khá ổn định. Tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm, hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm nay cũng rất ổn định. Mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối và không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính tài. Nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm nay, các quý gia chủ tuổi Đinh Hợi đã bước vào hàng thất thập, sự nghiệp cũng đã ổn định nhưng do bản tính hay lo lắng nên dù không làm việc bên ngoài thì cũng nghĩ cho con cháu, vậy nên dù giàu hay nghèo cũng ít được thanh thản, an nhàn lúc về già. Tháng này quý gia chủ Đinh Hợi nên cẩn thận thị phi, tuổi già sức yếu nên giao lại việc cho con cháu xử lý, ở nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Với những ai vui thú điền viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn thì cũng nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trên phương diện tài lộc của quý gia chủ Đinh Hợi 1947, tháng này tiền bạc đầy đủ, có của ăn của để. Hơn nữa, số có thiên lộc nên tuổi già không lo về vật chất, tuy nhiên tiền tài chi nhiều, hao tốn vào sức khỏe tuổi già. Mặt khác, gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong khi mà con cái trưởng thành và có khả năng cáng đáng vấn đề này. Thậm chí các khoản tích góp từ trước đó của bạn cũng có thể giúp đỡ được cho gia đình trong những hoàn cảnh đặc biệt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho thấy can chi yếu kém, sức khỏe gia chủ bất ổn nên chú ý trong ăn uống, tránh những vùng sông nước. Gia chủ cũng cần phải chú ý dễ nhiễm các chứng, đau nhức gân, xương khớp và ung nhọt.
những người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt, mùa lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể để tránh khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nên để tâm của mình thoải mái, không nên đặt nặng vấn đề tiền bạc hay con cái khi chúng đã trưởng thành. Nên thường xuyên đi chùa để tâm được tĩnh lặng, tập các bài tập phù hợp với độ tuổi và có chế độ ăn uống hợp lý. Những gia chủ có bệnh nền cần phải thường xuyên thăm khám bác sĩ định kỳ. Các gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi, tháng này phương diện tình cảm có nhiều việc không như ý muốn, gia đạo có chuyện bất hòa, chia cách và xích mích. Gia đình có người ốm đau bệnh tật làm cho bản mệnh phân tán tinh thần. Gia đình cũng có tin buồn, chia xa hoặc ốm đau. Quý gia chủ nên đề phòng bệnh nạn có thể đến bất ngờ. Đã ở độ tuổi này, cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tuổi, cảm thấy không ai hiểu mình và rất cần có người bên cạnh sẻ chia. Nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cần phải thường xuyên quan tâm và hỏi han. Có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè đồng niên để có người bầu bạn chia sẻ tinh thần thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra, ở tuổi này mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn, hãy giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ, sẽ gây khúc mắc giữa hai bên. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hòa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Hợi, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ phong thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.